Chào mừng các bạn trở lại với LPL mùa hè cùng với lại LPL Việt Nam Official. Chúng ta trở lại với trận đấu cuối cùng thứ hai của LPL khi mà tỷ số hiện tại đã là 1-0 dành cho Li Ning. Một trận đấu mà tập thể Li Ning nói chung và cá nhân của Tạc Giang nói riêng đã thi đấu vô cùng tốt. Đối với Li Ning thì họ thi đấu chắc chắn ở từng vị trí, còn đối với Tạc Giang thì anh ta đã tạo quá nhiều được tình huống tiền đề và thậm chí là những tình huống match play ở trong các giao tranh tổng mà LNG có được. Và một chiến thắng gần như là hủy diệt của LNG ở trong ván đấu đầu tiên đã khiến cho các đương kim vô địch của MSI, chính xác là đương kim vô địch của MSI và đương kim vô địch của LPL mùa xuân 2021 đang ở một tình thế rất khó. Nếu như có một khởi đầu với hai thất bại liên tục thì nó không phải là một khởi đầu đẹp cho anh gì. Nhìn chung thì với bên phía của Lenin trong trận đấu vừa rồi có thể kể đến là họ có thể thua những trận nhỏ, ví dụ như những cuộc đầu tay đôi với lại Cosmo của Gala, nhưng thật ra những trận đánh lớn thì họ luôn luôn thắng trước đối phương. Bất kỳ pha tranh lớn nào nổ ra thì cái thắng lợi vẫn thuộc về cho bên phía của Lenin. Nó mở đầu bằng tình huống băng vào từ Tạc Giang và sau đó thì cái nguồn sát thương từ Lai, họ có hai nguồn sát thương. Icon nằm xuống thì Lai vẫn có khả năng bắn và khi đó Lai vẫn thể hiện cái nguồn sát thương của mình rất là cao trong trận đấu vừa rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng LPL khả năng rất là cao thuộc về Tạc Giang khi mà trình diễn của anh ta cực kỳ ấn tượng. Để xem ván đấu thứ hai này, khi mà bên phía của RNG họ thất bại ở ván 1, họ được chọn bên thì họ sẽ chọn bên nào? Cảm giác là bể tướng của bên phía LNG khá là đa dạng khi mà họ có thể chơi tốt ở nhiều chất tướng khác nhau. Tạc Giang chơi tướng đi rừng kiểm soát và lên chống chịu tốt, đi dùng tướng đi rừng và lên sát thương phép cũng tốt, và quan trọng nhất là cái cách mà anh ta tạo được tác động lên đội hình của mình và lên đội hình của đối phương thì phải nói là rất là lớn. Còn trong khi đó thì Ale như đã thấy từ trước đó, cái cách mà anh ta dùng Lee Sin cũng vô cùng hiệu quả, những tình huống lao ra và vào của anh ta rất là hợp lý, và thậm chí là cả Icon nữa. Icon ở khoảng thời gian giữa với đó thì có thể là bị Gala tấn công nhiều một chút, nhưng mà trong khoảng thời gian đầu anh ta đảm bảo được một cái lượng sát thương DPS rất lớn ở thời điểm mà các thành viên của LNG chưa có được sức mạnh của mình. Còn đây là MVP của ván đấu và không nằm ngoài dự đoán, đó chính là Tạc Giang. Một màn trình diễn mà tôi nghĩ rằng không thể nào ấn tượng hơn đến từ người rừng của Li Ning. Trang bị của anh ta nhìn chung cũng khá là nhiều, đã tên lửa, đồng hồ cát, thêm cả đó là cái quỷ thư Muralo. Những tình huống mà anh ta có mặt cũng vô cùng hợp lý, và đặc biệt đây là cái mạng nhường. Tôi nghĩ rằng Lai đã đúng khi mà anh ta nhường mạng này dành cho Tạc Giang xuống khu vườn dưới lấy một điểm hạ gục, lên khu vườn trên vào đúng thời điểm mà nếu như thông thường vào tình huống này á, bạn thấy rằng đội một sẽ ăn rồng, tại vì đường giữa đẩy đội một sẽ ăn rồng. Nhưng đây là một pha bạn hãy nhìn tốc biến để thể băng vào giữ được cả ba người của đối phương, và đây không phải chỉ là một lần anh ta làm được trong tình huống này. Trong bán đấu này anh ta làm được rất nhiều lần tình huống kiểu như vậy. Trong bán đấu này anh ta làm được ở khu vườn đường giữa, anh ta làm được ở gần khu vực Hamaron, để rồi tất cả những cái pha giao tranh lớn đều mở ra thắng lợi dành cho bên phía của Li Ning. Cái pha vừa rồi là cái pha mà thức thứ nhất của cái trăng mờ nó trúng được ba người, nhưng cái thức thứ hai của trăng mờ thì lại tác động lên được bốn thành viên của đội hình phương, và cái thức thứ hai của trăng mờ thì nó lại hàm chứa được rất nhiều sát thương, nên đó là lý do vì sao mà bên phía của LG thắng lợi hoàn toàn trong pha giao tranh đó. Và đặc biệt là thêm một điều nữa là trong các tình huống tranh chấp về trừng phạt thì có vẻ đang là 1-0 nghiêng về bên phía của Tạc Giang. Tôi nghĩ ván đấu vừa rồi RNG gặp một vấn đề, đó chính là việc mà họ chọn sớm con set ở khu vườn giữa, nhưng họ lại không nhận ra rằng là con set sẽ phải đi được với lại con Lucian. Khi mà họ cắm hai vị tướng thì họ sợ rằng khu vườn trên Siêu Hu không được chơi, họ cắm tướng khu vườn trên đó là con Wukong và thêm cả là con Camille thì phải. Tại vì set đi khu vườn giữa bạn rất khỏe khi đi với lại đấu sĩ hoặc đi với lại pháp sư, nhưng bạn sẽ không thể nào đi lại với con Lucian khu vườn giữa được cả. Cái quan trọng là những cấp độ đầu tiên, những vị pháp sư khu vườn giữa bạn không có khả năng đẩy lính. Set có khả năng đẩy, có khả năng bán máu, dọn lính dễ dàng hơn. Nhưng bên phía của RNG đã không chuẩn bị tình huống vừa rồi và đưa họ vào cái thế khó, và họ không giải được bài toán Lucian khu vườn giữa sớm. Nó khiến cho con set có lượng trang bị khá là hạn chế vào đằng sau của ván đấu, và anh ta trở thành một chỉ là một vị tướng chống chịu mà thôi. Nhưng con set đi được và thành tướng chống chịu là một điều thật ra không nên có, và thất bại dành cho bên phía của RNG đều hiển nhiên mà thôi. RNG ở ván đấu này thì họ bên phía đội 1 họ cắm đi đó là Set, Akali cộng với là Camille, trong khi đó thì Li Ning bên phía đội 2 họ giữ lượt cắm Raten, họ cắm Odia và cắm thêm cả đó là Lee Sin. LNG họ mời RNG chọn cho mình đó chính là con Kama. Một lần duy nhất mà con Kama xuất hiện trong đội hình của RNG là trận đối đầu với OMG, và thậm chí là trong trận đó họ hình như cũng thất bại nữa. Và bên phía của LNG có vẻ là tự tin vào điều đó nên họ rất nhanh chóng là khóa vào Xin Zhao
cộng với Nautilus, những vị tướng có khả năng lao vào và gây áp lực lên các thành viên của RNG, và đặc biệt là những con tướng này sẽ gây áp lực lên những xạ thủ theo kiểu như là Cockmore, như là Aphelios hay thậm chí là Jinx khá là tốt. Tôi có cảm giác rằng Quay vẫn đang bị giữ lại ở cái meta MSI vừa rồi, chứ không phải đang là meta của anh ta thi đấu tại những phiên bản mà gần đây tôi thấy LPL và LCK thi đấu. Con Norton này có thể Norton đi rừng cho Quay, tôi đang nghĩ khá cao như vậy. Và sự lựa chọn trước đến từ phía của LG đó con Norton khá là thông minh, tại vì thật ra họ sẽ chọn xạ thủ sâu so với đối phương, nhưng mà con Nautilus này kết hợp với cả Ezreal và Varus đều được. Đây là hai sự lựa chọn đi đường khá là ổn của khu vực đường dưới để bạn có thể thắng đường. Kết hợp với Jinx sẽ hơi khó một xíu, có nghĩa là kết hợp với lại con Varus bạn đi đường thắng so với Ezreal đối phương cũng là sự lựa chọn hợp lý mà thôi. Nhưng Leaning có vẻ như họ đang muốn chơi Kai'Sa nhiều hơn, nhưng mà Varus phải hợp lý chứ. Varus là sự lựa chọn gần như là mạnh nhất đi đường hiện tại rồi, mạnh nhất ở khả năng đi đường. Tuy nhiên bên phía bên kia RNG có một công cụ cấu định lại trong thời điểm đi đường. Và lần này thì RNG quyết định khóa vào Gwen cho Ale ở khu vực đường trên. Một vị tướng mà tôi nghĩ rằng Leaning đang đặt nặng hơn đó là xạ thủ của họ. Hay là họ không đặt nặng khu vực đường dưới, họ đặt nặng đường đơn hơn. Nhưng mà là xin giao rừng có Gwen. Gwen thực ra bây giờ gần như xuất hiện hầu hết là khu vườn trên, rất ít xuất hiện khu vườn đường giữa, tại vì cái đường dài vẫn là đường lợi thế dành cho một con Gwen để đánh nhau tay đôi. Và họ thiếu đó là họ thiếu đường giữa và thiếu xạ thủ. Bây giờ RNG sẽ cắm gì đây? Cắm đường giữa hay là cắm xạ thủ? Xạ thủ đi với lại con Ezreal này thì cũng còn tương đối là nhiều. Kai'Sa kết hợp Nautilus được, Varus kết hợp Nautilus được. Và nếu cần thì để xem còn xạ thủ nào kết hợp khu vườn dưới là ổn này. Tôi nghĩ là hai sự lựa chọn cắm RNG hướng tới hay là Kai'Sa và con Varus thôi. Nếu như cắm đi hai lựa chọn đó, bên phía của LG hoàn toàn có thể cân nhắc việc chọn cho mình đó chính là con Senna để có thể đi với Nautilus. Nó sẽ không phục vụ quá nhiều ở giai đoạn đi đường, nhưng mà ở trong cái giai đoạn tổng thì Senna sẽ có vai trò là búp được cho đội hình của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đảm bảo được một cái sải tay tốt với một đội hình đang có ba vị tướng cận chiến. Nhưng mà khóa vào Kalista như thế này là một bộ đôi muốn tấn công cực kỳ mạnh mẽ ở khu vực đường dưới đến từ bên phía của LG ở ngay khoảng thời gian ban đầu. Kalista là một sự lựa chọn hiện tại cũng đang có thể trở lại đối đầu với những vị tướng kiểu như Ezreal với khả năng đi đường tốt với Kalista kết hợp với lại mưa kiếm. Thì nó cũng từng xuất hiện trong cái phiên bản 1.1 ở tại một vài những giải đấu khác. Còn bây giờ thì với RNG để xem họ chọn hai sự lựa chọn cuối cùng như thế nào. Rumble được khóa lại, như vậy sẽ là con Ezreal và Kama khu vực đường dưới. Trong khi đó thì Rumble đi rừng, tôi đang dự đoán sẽ là con Viego đường giữa và Siho đường trên sẽ chơi cho mình, đó là Nocturne. Bên phía của RNG sẽ chọn gì đây? Nếu mà LeBlanc thì nó khá là ổn để có thể đi được với Viego, một lựa chọn khá là thông minh. Còn đường trên thì Nocturne với lại Gwen kèo này thì vẫn còn phải phụ thuộc khá nhiều thứ. Trong khi đó ở khu vực rừng thì để ý là cái bể tướng của Quay đang hơi hẹp khi anh ta chỉ đánh xoay quanh hai con là Odia cộng với lại Rumble mà thôi. Trong khi đó đường dưới là một cái đường khá là then chốt. Lai và I1D trận này đã muốn chơi khô máu với lại cặp bot bên kia, đó chính là Ezreal kết hợp với Kama. Ezreal và Kama thì sẽ có khả năng cấu rỉa, nhưng mà nếu như mà LNG có cơ hội để có thể tạo ra một tình huống on-in thì có vẻ là họ sẽ có được một lợi thế. Nhưng mà nếu cứ để cấu rỉa dần dần thì phần nào đó RNG sẽ có được thế thắng được khu vực đường dưới. Thật ra nó cũng về mặt chất tướng mà thôi, khi bạn đối đầu với cặp đôi cấu rỉa thì bạn phải chọn cặp đôi mở. Nautilus mở rất là tốt, sát thương khoai đạn đầu thì Kalista cũng khá là ổn. Thì nhìn chung họ biết được, họ dự đoán được rằng đường dưới đối phương chơi Ezreal Kama thì họ chọn Kalista cũng khá là hợp lý mà thôi. Tại vì nếu như bạn chơi Varus trong cái kèo này, tôi nghĩ rằng có thể như là không thuận lợi lắm dành cho bên phía của Leaning. Khi mà bạn một con kéo máu đánh với là hai con kéo máu thì có vẻ hơi khó một xíu. Nhưng bạn có một cặp đôi Ornid cho một tình huống mà bạn muốn tấn công vào đối phương để kết hợp sự hỗ trợ từ rừng, thì cái lượng sát thương thật ra sẽ là khá nhiều đến từ bên phía của Kalista Nautilus. Còn trở lại với lại cái sự lựa chọn đường thì tôi đang nghĩ đây sẽ là một sự lựa chọn đường nhìn chung rất là ấn tượng đến từ bên phía của Icon. Anh ta mang lại đó là con LeBlanc ra khu vực đường giữa, thì để xem cái kèo LeBlanc anh ta xử lý như thế nào. Cái đối đầu với anh ta sẽ là Viego khu vực đường giữa. Ôi, nhưng không phải, như vậy là Crying chùm Norton khu vực đường giữa và Viego khu vực đường trên cho Siho. Khu vực đường giữa với con Norton thì bạn có khả năng đẩy đường khá là tốt nha. Và kèo này vẫn là một kèo, tôi nghĩ là nếu như mà Icon xử lý tốt á, thì cơ hội thắng của anh ta sẽ là cao hơn so với là bên phía của Crying.
ngay từ những cấp độ đầu tiên. Bên phía của LG đã kéo cả 5 thành viên xuống khu vực đường giữa để có thể tìm kiếm một cơ hội và bắt bớ vào người của Gala. Một quyết định rất táo bạo. Tình huống đầu khá là thông minh đến từ phía Linden, biết đối phương sẽ cắm mắt, dùng máy quét sớm đến từ Iwandi, đi vào nhường con mắt dành cho Icon để anh ta lên cấp độ trước khu vực đường giữa. Chỉ với một đợt lính mà thôi thì anh ta lên cấp độ trước sẽ là một cái lợi thế khá lớn, đi vào đặt mắt vào bùa đỏ của đối phương. Nhưng mà cũng có những cú nháy đến từ bên phía của RNG. Thì vừa rồi góc đứng đến từ Minh anh ta phát hiện thành công thì phải, và hình như là phát hiện được cái hướng đi lên đến từ Icon. Icon thì anh ta sẽ vòng về đi ra khu vực đường giữa, và như nói với con mắt được ăn trước như thế này, kinh nghiệm sẽ là lợi thế của anh ta ở khu vực đường giữa. Khởi đầu cho mình đó là một cái phần ớt ám cộng lên bình thức ta sử dụng để xem cái kèo khu vực đường giữa như thế nào, tại vì cái kèo khu vực đường giữa này nó thay đổi được khá nhiều cục diện ở hai bên. Nếu như con nó tên khỏe, nó di chuyển ra hai cánh hỗ trợ, nó giúp cho hai đường cánh của Angie dễ chơi hơn. Đó, nếu như con lập lăng mà khỏe, con lập lăng này khả năng dứt điểm đơn mục tiêu của đối phương, tại vì những vị tướng từ Angie đều là những vị tướng thấp máu. Đường dưới thì những phát bắn quy của Gala hiện tại đang khá là chất lượng, khi mà hình như là cả hai quy đầu, một quy vào Iwandi, một quy vào người của Lai đều đã trúng. Khả năng cao. Ôi! Wow! Tại sao tốc biến? Gala có một tình huống bắn tốc biến nó hơi nhạt. Tôi nghe tốc biến là điều mà phải dùng, tại vì tình huống vừa rồi mà không dùng tốc biến bị dính cú kéo, thêm cả sát thương rất là lớn đến từ ôi khoan đã. Nhưng mà đây là pha muốn tấn công sớm khu vực dưới đến từ bên phía của RNG. Bên phía của RNG họ rất tỉnh, họ biết điều gì chờ đợi phía sau đó, và họ ngay lập tức là lùi về khi mà thấy đợt lính đang ở trong tư thế không có lợi cho mình. Con mắt này phát hiện được tầm nhìn của Tạc Giang trong việc ăn cho mình bẫy chim, và có vẻ là bên phía của RNG sẽ kiểm soát được Tạc Giang trong khoảng thời điểm mà anh ta tiến xuống khu vực đường dưới. Trong khi đó khu vực đường trên thì chất tướng của con Wen khá là thuận lợi để có thể đánh ở khoảng thời gian ban đầu, nên hiện tại Sihu đang gặp tương đối nhiều khó khăn ở khoảng thời gian này. Tốc độ dọn rừng của con Shinja là tốc độ dọn rừng rất là chậm nha, nhưng mà hiện tại thì Wen đang không vượt trội hơn so với là bên phía Tạc Giang, tại vì anh ta bỏ thời gian đi xuống khu vực đường dưới để muốn tấn công. Nhưng tại sao bạn lại muốn tấn công ở một đường mà không có hiệu ứng khống chế? Vì nếu như Minh bước lên trong tình huống mà ta tấn công mọi người của Iwandi, Iwandi vẫn có tốc biến để thể thoát về. Nhưng Gala đã mất tốc biến rồi, anh ta không chơi mạo hiểm được để có thể bước lên tấn công mọi người của đối phương, tại vì sát thương trả ngược mọi người của anh ta cũng có thể là khá cao. Và đó là những cái tình huống mà tôi nghĩ là phối hợp không thực sự tốt đến từ bên phía của RNG chơi lắm. Để rồi bây giờ thì lên phía trên thì đúng cái thời điểm mà Ale cũng canh chỉnh rừng đối phương, dọn rừng ở nửa trên bản đồ. Anh ta bấm B về nhà, anh ta mua đồ trở ngược lại khu vực bên trên thì không có áp lực rừng đến từ bên phía của Ale. Cho nên sẽ là cái khoảng đoạn đầu khá là an toàn dành cho bên phía của Linning. Như vậy thì cả hai rừng đều sẽ khởi động vòng rừng của mình với tổng cộng là 7 bãi, chính xác là 7 bãi. Và không có một sự chênh lệch nào cả, trong khi đó khu vực đường dưới Minh hình như vừa bị móc trúng. Và đây là tình huống nhảy thẳng lên đến từ Gala bắn vào người của Lai. Lai khá thấp máu và Lai phải lùi về. Thiêu đốt vừa được dùng, trong khi đó phía bên kia AG không dùng bất kỳ phép bổ trợ nào cả. Nhưng tạm thời thì Gala vẫn đang là người không có tốc biến. Lai thì nó chọn cho mình đó là khởi đầu với kiếm dài và thêm cái bình máu, cho nên là anh ta có khả năng hồi phục tốt. Và thêm cái bánh quy của anh ta vẫn còn, và chọn cho mình đó là bảng đỏ thì khả năng hồi phục nhìn chung là khá tốt. Nhưng mà Tạc Giang có một pha mà anh ta muốn tấn công, để xem có cái tầm tấn công tôi nghĩ hơi khó một xíu nha. Đối phương không có đẩy lên, chỉ giữ ở khoảng cách sai như thế này thôi, thì Tạc Giang gần như chỉ đứng chờ đối phương có nhịp và phản công. Nhưng đây là cơ hội phản công rất là gần rồi, các bạn thấy rằng cái hướng di chuyển từ quay rất là gần rồi. Ôi, dụ à. Có vẻ là muốn dụ, nhưng mà hình như là bên phía của LG không có đủ kiên nhẫn. Đường dưới vẫn đang ở trong tình trạng rất căng thẳng vì quay sắp tới, và sẽ là tình huống 3v3 nếu như giao tranh nổ ra. Vẫn đang đứng lại và vẫn đang chờ đợi một tình huống che quy rất tốt đến từ Iwandi, nhưng mà Iwandi thấp máu quá. Bên phía LG có vẻ là họ muốn bỏ hay chăng? Quay cũng đứng sau lưng, đang rất căng thẳng, và cuối cùng là bản thân của Tạc Giang đã biến về rồi. Còn trong khi đó thì quay cũng không mặn mà gì lắm với khu vực đường dưới, nên anh ta quyết định là tiếp tục vòng đường của mình. Anh ta sẽ đi qua tầm nhìn của bên phía LG và LG sẽ dễ dàng lùi về. Thật ra pha vừa rồi là pha mà mất rất là nhiều thời gian từ Tạc Giang, để anh ta cần cái ưu tiên là dọn cái vòng rừng của mình, tại vì anh ta ăn xong đó vòng rừng đầu tiên anh ta bỏ hết tất cả mọi thời gian xuống khu vực đường dưới. Nhưng nó không mang lại điều gì cả, nó không mang lại lợi thế lính dành cho Lai, nó không mang lại lợi thế về lượng máu dành cho anh phía của Lai Linning khu vực đường dưới. Đợt lính thì đợt lính đẩy xấu người của trụ của họ, ăn lính trong trụ như thế này thật ra không khó như Kalista, nhưng nó bị sức ép đến từ con Ezreal phía ngoài liên tục kéo máu thành công.
Và trước đó thật ra về là hợp lý đến từ phía tạp xăng, tại vì nếu như mà anh ta không về ở đợt đỉnh để vào, anh ta sẽ còn nguy hiểm hơn rất là nhiều cho việc mà đứng lại. Cái thế tấn công của họ là không có. Khi mà lính đứng trước mặt nhiều như vậy thì bạn rất là khó tấn công vào những con như là Esprit hay Kama. Cho nên những pha vừa rồi là pha mà phải nói là cái sự kết hợp với từ Liên chưa thực sự tốt cho lắm. Có vẻ như Lai thì muốn có sự hỗ trợ, nhưng Tạc Răng thì lại đầu tư khoảng thời gian của anh ta hơi phung phí. Đường trên thì bản thân của Siho vừa phải biến về và dịch chuyển trở lại, và thậm chí là chiêu cuối được trao đổi. Và Siho vẫn đang là người lỗ hơn rất nhiều so với Alain phía bên kia. Đường trên đang là lợi thế dành cho bên phía của LNG, và nếu như có một tình huống giao tranh ở khu vực hang rồng thì LNG hoàn toàn là đội có thể chủ động được. Dùng chiêu cuối trước đến từ Ale, nhưng mà anh ta sẽ có lợi thế trong cái việc là anh ta về nhà dịch chuyển người trở lại. Trước đó thì Siho mất cho mình đó dịch chuyển lại khu vườn trên. Thật ra pha đổi chiêu cuối khá là hợp lý từ Ale, nhưng hình như là anh ta vẫn không dùng dịch chuyển lên lại à. Tôi nghĩ là anh ta hoàn toàn không dịch chuyển lại khu vườn trên để anh ta có pha mà anh ta dùng cái việc là trang bị cộng với lại cái lợi thế mặt máu của mình hơn một xíu so với đối phương. Nhưng ta đi bộ là khu vườn trên, chắc là dịch chuyển của mình để sợ như tình huống đối phương tấn công hoặc quan trụ khu vườn trên để dịch chuyển trở lại. Tuy nó là an toàn từ Ale nha, mặc dù ván đấu mà ta đã đầu với lại phía bên kia còn Viego không quá nhiều áp lực, nhưng đang làm cũng tương đối tốt đến từ Ale và tốc biến của anh ta không được chữ. Quay ngược trở lại với khu vực đường dưới thì sau tình huống chờ đợi vừa rồi của Tạc Giang thì bỗng dưng LNG họ đang có được một cái thế hòa hoãn về mặt chỉ số farm đến từ Gala và Lai có thời gian ban đầu, bởi vì Gala đã mất cho mình đó chính là tốc biến. Liên lại không khai thác được cái tốc biến đó, và giờ thì bản thân của Lai lại đang phải chịu thua thiệt về mặt chỉ số lính. Lai đã phải biến về và quay lính này đẩy vào chắc chắn sẽ mất đi con xe. Một cái thế trận đang rất là vừa ý với là RNG khi bạn thấy rằng những cái đường đơn của họ lần này làm tốt hơn so với là ván đấu trước. Đường giữa thì không thua, đường trên thì phải nói rằng gặp khó khăn một xíu, nhưng có thể đến thời điểm một trang bị đầu tiên thì Siho sẽ dễ chơi hơn. Trong khi đó khu vườn dưới thì phải nói rằng Gala thể hiện phong độ vẫn rất là ấn tượng. Ván trước thì Cockmon của anh ta với Lulu sự hỗ trợ, nhưng mà nhìn chung Cockmon là vị tướng nếu như không có phép hỗ trợ bạn rất là khó để chơi. Nhưng mà đấu này thì còn Astral nó có độ cơ động khác biệt hoàn toàn. Con rồng thì cả hai bên chưa nhắm tới, nhưng sứ giả thì đã có rồi. Và đặc biệt với LPL, đây là đặc sản của họ. Khi mà sứ giả có thì chắc chắn cặp đôi khu vườn dưới của một bên sẽ di chuyển lên hàng sứ giả. Và Liên làm điều này trước. Họ đang thua khu vườn dưới, họ sẵn sàng chấp nhận thua thêm một xíu nữa để có cái khoảng trống dành cho Tạc Giang ăn con sứ giả đầu tiên của ván đấu. Như vậy sứ giả đầu sẽ thuộc về bên phía của LNG, còn đường trên thì Ale thậm chí là băng trụ ép tốc biến của Siho thành công, nhưng có dịch chuyển ngược trở lại. Đây là Crane và thậm chí là bản thân của Ale đang rất thấp máu. Anh ta cố gắng chạy nhưng cuối cùng có lẽ sẽ phải nằm xuống mất tốc biến. Vẫn đang cố gắng chạy tốc biến của Crane, còn tốc biến lên đánh và chiến công đầu thuộc về bên phía của LNG. Một sai lầm rất lớn đến từ phía của Ale khi mà anh ta băng trụ nhưng bị bắn. Ôi khoai đã, quay gặp nguy hiểm. Thì nó tầm nhìn tốc biến lên kéo vào quay, mặc dù có tốc biến nhưng có vẻ là anh ta sẽ phải giữ tốc biến trong tình huống này. Icon có được mà hạ gục, và thậm chí là cơ hội tấn công vào rồng là không có đến từ bên phía của RNG. Có vẻ là họ đang hơi tham lam trong tình huống vừa rồi khi mà họ cố gắng tiến vào bùa xanh của đối phương và cướp bùa xanh. Sai lầm cá nhân là quá nhiều đến từ cả hai bên, và thấy rằng sai lầm cá nhân khu vườn trên đến từ Ale, rồi sau đó ở khu vực hang rồng. Pha di chuyển qua cướp rừng đối phương mà ở sau lưng của anh ta chỉ có sự hỗ trợ đến từ Kama, nhưng mà khi Kama lui về rồi thì quay vẫn ở trong khu vực rừng của đối phương. Chỉ đơn giản là dùng chiêu cuối từ I1D mà thôi, và thêm cả là hai lần sức thành công từ Icon. Icon có một điểm hạ gục. Còn lớp lăng này bỗng nhiên sẽ rất là khỏe, đây là pha băng trụ khu vườn trên. Tôi nghĩ là cái sát thương sẽ không đủ nha, đây là pha mà hơi tham đến từ Ale. Những cái xe chỉ luồng kim của anh ta chính xác, nhưng bên phía kia vẫn còn tốc biến cơ mà, và ba phát bắn từ trụ là cái nguồn sát thương quá lớn. Đây là pha mà khi mà Ale đã câu được cái khoảng thời gian đó, phương dịch chuyển không có tầm nhìn, không dùng chiêu cứu được, tốc biến thoát được cái hoang tưởng. Nhưng sau đó thì tốc biến đánh thường cuối cùng đến từ Crane giết đi thành công, thì coi như là đổi được hai phép bổ trợ cộng với lại một chiêu cuối, nhưng vẫn là pha lỗ cho Ale. Pha vừa rồi có vẻ là Ale đã muốn tính toán rằng với cái xe chỉ luồng kim cuối cùng kết hợp với sạc sạc cộng thêm ngàn nhát cá thì nó sẽ đủ sát thương dồn chết Siho ngay lập tức ở thời điểm đó. Nhưng mà Siho rất tinh ý và anh ta tốc biến ở ngay cái thời điểm cuối cùng mà bên phía của Ale muốn dồn sát thương, và kết quả là Siho sống còn Ale thì nằm xuống, một tình huống nhìn có vẻ là sai lầm cá nhân của anh ta. Còn trong khi đó khu vực đường giữa là tình huống chăn dây thành công của Icon. Đường dưới thì tôi rất chấm hỏi khi mà không biết tại sao khoảng thời gian đường trên RNG đã câu kéo được nhiều như vậy và thậm chí là hạ gục được một người như vậy, nhưng mà họ vẫn không quyết định tiến vào con rồng và họ dấn sâu vào bùa xanh của đối phương để cuối cùng ăn một cái thử lửa tầm nhiệt và không thể tốc biến được đến từ quay.
Thật ra phá đối ăn rồng sẽ là một cái tai nạn rất là lớn cho ANG. Tại vì nếu mà quay ăn rồng thì chỉ có 3 người mà thôi, đối phương nó mất. Bạn mất 2 người khu vườn trên, bạn có 3 người khu vườn dưới. Bên phía kia sẽ là 4 người cho bên phía có Leaning. Thì nếu như mà ăn rồng sẽ là lợi thế về người cho Leaning và họ khả năng tấn công đối phương khá là dễ dàng. Quay thì ta tập trung ở khu vực đường dưới, anh ta muốn hỗ trợ trong tình huống mà đại lính vào trụ, rồi cũng móc mỏ nèo nó không chính xác ở từ IWD như từng nghĩ vừa rồi, tình huống may mắn cho anh ta. Tại vì nếu như móc mỏ nèo chính xác thì khả năng ta nằm là khá cao, nhưng bây giờ thì xuất hiện đến từ bên phía của tàn giang sau lưng. Ba đấu ba khu vực đường dưới, còn Icon thì dịch chuyển của anh ta có nhưng không có góc dịch chuyển từ Icon. Anh ta đi bên phía bên trái để có thể phần ở đó kiểm soát tầm nhìn. Đùng một phát thì một khoảng thời gian Gala lại có một lượng chỉ số lính chênh lệch khá là lớn so với Line phía bên kia, hơn 30 chỉ số lính chênh lệch. Là một khoảng cách không hề nhỏ và thậm chí là những lớp giáp trụ được bào đi. Có vẻ là cái tác động đầu tiên của Tạc Giang đem lại là khá tai hại khoan. Là còn Line anh ta đang bị sấy, anh ta cố gắng nhảy về với phong thái quân nhân, dịch chuyển ngược trở lại để có thể hỗ trợ. Thủy lớn tầm nhìn tung ra nhắm vào Minh, Minh có tốc biến với tên lửa được kẻ và người đang tấn công đó chính là Tạc Giang lao vào tấn công vào quay. Quay đã phải nằm, định mệnh phải gọi để có thể đảm bảo cho mạng sống của IWD được an toàn, trong khi đó Icon thì thấp máu. Một pha xử lý rất là hay anh ta ra một lần nữa. Ta thấy đối phương người đứng sau cùng đó chính là Minh, anh ta nhắm hết vào Minh, sau đó anh ta có cú bán huyệt thương đẩy hai người kia ngược trở về. Và một người nằm xuống đó là Wei, thì sức mạnh của Wei sẽ bị giảm đi khá là đáng kể đến từ bên phía của RNG. Những S-Free của Gala vẫn sẽ đảm bảo được cái nguồn sát thương nha, anh ta vẫn đang cực kỳ khỏe. Còn con sứ giả này thì sắp hết thời gian rồi, vấn đề sẽ được thả đâu đây? Tạc Giang đang đợi. Sứ giả hết thời gian, Tạc Giang ơi, phải thả khu vực đường giữa rồi. Anh ta bắt buộc phải thả. Ôi, con sứ giả thả sứ giả khá này là tệ để tình phía của Leaning. Nhưng mà hết thời gian và không có cơ hội để thả, từ nãy đến giờ không có một đường nào để cho bên phía LG có được lợi thế cả. Và sứ giả này thì nhiều khả năng sẽ lấy là hai lớp giáp trụ của đối phương mà thôi. Thậm chí lại cần lao lên gây áp lực vào người của Quay. Quay một chấm máu, Quay chưa nằm với đòn đánh cuối cùng và chưa đủ sát thương. Rất là may mắn dành cho Quay ở tình huống vừa rồi. Tôi nghĩ là nếu như mà có được thêm một đòn đánh thường nữa thì Icon khả năng giết địa thành công được Quay. Những cái lớp giáp tạo ra nó vẫn vừa đủ cho Quay có thể sống sót tình huống vừa rồi. Nhưng thật ra tình huống vừa rồi chủ yếu là tình huống mà Icon chủ động biến ảnh lên để tăng thêm nhận lượng tiền đến từ con sứ giả mà thôi. Nhưng bỗng nhiên Quay thành một con mồi vô cùng ngon để trước mặt người anh ta. Quay không có trang bị mặt chống chịu. Và Quay đang rất là thọt với ván đấu này. Khi bạn hãy nhìn trang bị của anh ta, anh ta là 0-2-0. Anh ta không có được luyện tiền cộng thêm khi mà anh ta bỏ rất là nhiều thời gian để có thể hỗ trợ ra đường đơn của mình. Anh ta bỏ thời gian ra khu vực đường giữa để có thể hỗ trợ. Anh ta bỏ thời gian ở khu vực đường dưới để có thể đứng đợi cho Gala có cái nhiều farm tốt nhất. Thì bây giờ trang bị của anh ta đang thua thiệt khá là nhiều so với Tạc Răng. Tạm thời trận đấu vẫn đang ở thế cân bằng. Đường trên thì hiện tại sau một khoảng thời gian đầu khá là khó khăn, bây giờ Sihu đã có được nhịp farm và thậm chí là farm hơn so với LA phía bên kia. Khu vực đường dưới thì Gala vẫn đang farm hơn, chỉ có khu vực đường giữa thì Green với chất tướng là sải tay ngắn thì anh ta sẽ chịu một chút thua thiệt so với Icon. Nói từ nãy giờ thì mặc dù là để ý Tạc Giang đã đầu tư khá nhiều thời gian xuống khu vực đường dưới, nhưng mà kết quả anh ta vẫn đang farm tốt so với Quay phía bên kia, bởi vì Quay cũng tốn khá là nhiều thời gian ở các khu vực đường của mình, anh ta cũng không tận dụng nó và cụ thể hóa được một cái gì cả. Khu vực đường giữa là Crane đang gặp nguy hiểm, tình huống chăn dây cuối cùng nó không chuẩn xác và kết quả là Icon không có cơ hội để có thể solo kill được Crane. Khi mà con lớp lăng này khỏe thì đoạn giữa ván đấu tôi nghe sẽ rất là khổ cho ANG nha. Một con lớp lăng khỏe bạn có khả năng tấn công rất là đơn giản, và những con S-Real khi bạn có thể dùng combo đó. Ơi khoan đã, IWD anh ta bị tấn công nhưng móc món neo của anh ta vẫn còn, thì áp lực đến từ Quay gần như là con số 0 rồi. Chứ cuối tung ra không quá nhiều sát thương. Bây giờ thì nó lại thể hiện rõ cái vấn đề là cái nguồn sát thương phép sẽ bị hạn chế đến từ bên phía của RNG. Trong khi đó thì Leaning đang khá là đa dạng với cái nguồn sát thương. Và sát thương đến từ con quen này là con sát thương quá là nhiều, thì bạn hãy nhìn Ale rất là khỏe. Đường dưới thử nó tập nhiều thấu tung được hai người, có tắt đèn, có dịch chuyển để hỗ trợ. Nhưng Gala đang bị tấn công quá nhiều, Gala đã phải nằm xuống, Icon có được mà hạ gục. Minh cũng bị giữ chân và Minh cuối cùng phải nằm. Một mình bản thân của Sihu bơi giữa 4 thanh đường luôn. Cuối cùng nằm theo đất một kêu cho vị trí của Lai. Tốc biến tới gây sát thương, nó là chưa đủ, quá nhiều đồng hồ được bấm. Và đồng hồ gaming đã cao tới những tình huống tấn công của RNG. Lightning có một pha quét sạch và họ giữ nguyên 5 thành viên của họ vẫn đang sống trên bản đồ. Chỉ là 4 người đến từ phía của Leaning mà thôi, có một pha thắng lợi trước 5 người của phía của RNG. Ở phía trên thì Ale dịch chuyển của anh ta có, nhưng vì khi đối phương bật cho mình nó chưa cứu nó tên, bạn không dịch chuyển được. Đến khi mà dịch chuyển của anh ta dùng được thì đã là không còn ai trên bản đồ đến từ RNG rồi. Con rồng thứ hai vẫn thuộc về trên phía của Leaning.
Một pha tranh quá xuất sắc đến từ phía của Lining, và phải nói rằng cái ngưỡng sức mạnh đến từ cầu lập làng đã thể hiện rất rõ tình huống vừa rồi. Nguồn sát thương là rất lớn, và sát thương của cầu lập làng vào người của SG, bạn hãy nhìn đầu tiên là tốc biến lên rất chính xác đến từ Iwandi. Sau đó định mệnh Vega được dùng giữ lại rất nhiều sát thương dùng vào Gala, đó rồi khi đó Gala cũng đổ lượng máu mà thôi. Đến khi mà Aiken la bàn, bạn hãy nhìn lượng máu của Gala bốc hơi ở tình huống vừa rồi, và Aiken có một pha câu kéo rất là hay. Một chấm máu cuối cùng và cái hồi máu cộng với cái nhịp giật về của biến ảnh đã giúp cho Aiken outplay hoàn toàn tình huống lao vào của Seo. Và thêm một lần nữa là Crying lao vào nhưng lại bị hai đồng hồ của Lining khiến cho anh ta bị hố, và kết quả là anh ta lại nằm xuống giữa vòng vây của Lining. Một thắng lợi hoàn toàn, một tình huống giao tranh 4v5 dành cho bên phía của LNG, và họ vừa có trụ đường trên, vừa có rồng, và vừa có một tình huống quét sạch, rất nhiều lợi thế dành cho họ ở thời điểm phút thứ 16-17 của bán đấu. Và nhịp tiến ra khu vực hang sứ giả chắc chắn là không có dành cho bên phía của LNG rồi. Có vẻ như sau cái thắng lợi của LNG trước DK tại MSI vừa rồi thì khi trở về với lại LPL thì thật lòng mà nói họ vẫn chưa bắt nhịp kịp lại với LPL. Những vị tướng mà họ dùng thì cảm giác nó vẫn chỉ còn ở đó là MSI mà thôi. Khi rừng thì bạn thấy rằng Wave vẫn chỉ đang dùng hai vị tướng, đó là con Rumble và thêm cả là con Odia. Và việc của những vị tướng khác bắt đầu nổi lên như con Diana, như là con Xin Zhao, thì có vẻ như Wave cần khoảng thời gian để tập luyện trở lại. Và tại LPL vẫn phải nói rằng đây là một đấu trường cực kỳ khắc nghiệt, thì bạn thấy rằng đương kim vô địch trở về thất bại 2-1 trước OMG. Thất bại ở ván đấu đầu tiên rất nặng nề trước Lining, và bây giờ thì ván thi đấu thứ hai này kết quả thật ra tôi nghĩ cũng bắt đầu có thể hình thành kết quả rồi, khi Lining đang có khoảng lợi thế đến từ con lập lăng khu vực đường giữa, đó là thật ra cái thế rất là dễ chơi con lập lăng. Bây giờ bạn hãy nhìn cái Aiken mà khỏe, chúng ta cứ tìm được một người combo ít nhất là một nửa lượng máu mất đi, bên phía bên kia không cách nào thoát được lượng sát thương từ lập lăng cả. Thậm chí LA ở cánh cũng là một cái áp lực rất lớn dành cho các thành viên của IG. Đội hình của họ nhìn chung là đội hình không có chống chịu, nên việc lao vào, ôi Aiken lao vào tìm kiếm Gala và đèn được tắt. Nhắm vào ai vậy? Nhắm vào người của La, nhưng La nhảy về với phong thái quân nhân phía trên này. Gala đã hạ gục thành công, không chính xác là Miên hạ gục thành công, nhưng hai mạng đổi ngược lại cho bên phía của LNG. Và Gala người thấp máu, LA lướt lên, anh ta dùng xương lam bất bại và tạm thời vẫn đang giúp cho đồng đội của mình có được cái trụ hai khu vực đường giữa một cách rất dễ dàng. Một pha rất tự tin đến từ bên phía của Aiken, nó có cơ sở tại vì anh ta có sát thương, nhưng bên phía bên kia thì mình vẫn còn kiệt sức giúp cho anh phía Gala sống sót. Thì nếu không tình huống vừa rồi, tôi nghĩ Gala cũng đã bốc hơi trước cái nguồn sát thương đến từ Aiken rồi. Phút thứ 19 của con lập lăng có cho mình đó là hai trang bị bảo tố đô đình cộng với là quỷ thư Moelo, rất nhiều sát thương và rất dễ dàng cho Lining có được trụ thứ hai khu vực đường giữa sau pha thắng lợi. Hiện tại thì RNG đang đứng trước nguy cơ nhận hai trận thua liên tiếp trong ngày về của mình với LPL. Và đây là pha là một tình huống kiệt sức rất đúng thời điểm của Minh. Nhưng mà kết quả là tình huống nguy cuối cùng vẫn có thể đủ sức dứt điểm. Cái ấn ái ý thứ hai nó có được nội tại đến từ cái ấn ái thứ nhất và đủ sát thương. Còn trong khi đó thì bản thân của Green Lava là quá cô độc. Một mình anh ta không thể nào đủ sức để có thể dứt điểm ngay lập tức vị trí của Lai. Và Lai thì liên tục nhảy. Bây giờ con Kalista này cũng là 305, nó sẽ bao hàm một lượng sát thương vô cùng lớn. Sát thương đầu ra anh tới LNG bây giờ khá là nhiều rồi, với tạc răng có trang bị khỏe, anh ta không chỉ là có chống chịu còn có sát thương nữa kìa. Trong khi đó thì bên phía bên kia trang bị chống chịu không phải là quá ấn tượng từ Crane và Sihu, nhưng cái vấn đề là cái sự chênh lệch về mặt nhân sự ở cả hai tuyến á. Bên phía Lining họ có tuyến sau với 4 người đánh cùng với nhau, một mình tuyến trên Aiken có thể quay rối được hai người của đối phương, đó chính là Gala và Ming. Nhưng mà vấn đề là những cái người băng vào tuyến sau đến từ bên phía của RNG là Crane và thêm cả là Seohu á, họ không đủ sức. Như đây là ui có Seohu của Onin, anh ta tấn công vào Ale. Ale đã thấp năng lượng rồi và dịch chuyển từ phía sau để có thể dùng hoang tưởng tấn công vào người của Ale. Ale đã phải nằm. Đây là tình huống đầu tư cả dịch chuyển cả chiêu cuối đến từ bên phía của RNG, nó sẽ để hở ra khoảng trống dành cho LNG ở khu vực nữa trên, và Aiken sẽ dễ dàng có được cái trụ khu vực nữa trên này. Con rồng tiếp theo của ván đấu, bản thân Aiken vẫn sẽ kịp dịch chuyển ra, và Ale có thể cân nhắc khi hồi sinh anh ta có thể tham gia đấu tranh với những người đồng của mình. Ở khu vực này RNG vẫn đang cố gắng tìm kiếm cơ hội, và có vẻ nếu như không hồi sinh kịp, Ale sẽ không thể tham gia đấu tranh và RNG sẽ có được con rồng. Nhưng câu trả lời đến từ bên phía của RNG hình như là họ vẫn đang quay quanh khu vực vực này. Và dịch
chuyển đến từ Icon đã được sử dụng. Rồng phục về bên phía của AG, họ đang cố gắng tìm được nút về tốc biến rất nhiều. Và Thủy lên tập dạng tung ra, với từ lửa rải ngược lại, cũng ánh sáng tung ra gây được rất nhiều sát thương. Đây là định mệnh vẫy gọi và hất tung được một thành viên, đó là Sihu. Sihu kẹt lại các thành viên của AG, nói rằng bỏ họ kích giáp, cố gắng lùi về được. Nhưng câu trả lời là không một người ở lại thêm nữa, là Krayn. Ale vẫn đang lao lên và quay quyết định là ta sẽ quay trở lại yêu sinh. Họ có vẻ là không về được khi mà quá nhiều sự truy đuổi đến từ bên phía của AG. Và cuối cùng thì hai thành viên còn lại của AG duy nhất là bỏ ra đường dưới của họ, có thể lùi về thành công. Nhưng con Baron vẫn còn đang nằm trên bản đồ. Parker rất là thông minh đến tình phía của Lining khi mà họ biết rằng đối phương ăn rồng, thì sau đó họ di chuyển tấn công mọi người mà thôi. Những cái điều quan trọng là trước đó phía của RNG đã mất đi chiêu cuối đến từ Krayn ở khu vực đường dưới khi tấn công mọi người của Ale rồi. Và sau đó một pha tấn công khi bạn thấy rằng IWD có thể câu được rất nhiều thời gian, và thêm cả là sự hỗ trợ tạc răng nữa. Tạc răng không mất bao nhiêu máu trong tình huống anh ta băng vào cả. IWD có thể có một bộ nèo chính xác, sau đó định mệnh mới gọi giúp cho anh ta hất thêm được một người của đối phương nữa. Và với cái lượng hiệu ứng khống chế mang lại đến từ bên phía của Lining, đơn giản nhìn cho phía Lining chỉ đơn giản là ùa lên mà thôi. Sát thương từ phía sau, Icon có thể bước lên chăn dây giữ đối phương lại với cái sở thích của mình chính xác, và sau đó anh ta có thể giữ đối phương là thêm một cái khoảng thời gian rất là dài vì bóng biến ảnh là trở về. Baron đã có tiếp tục là một lần nữa dành cho phía Lining chỉ sau 22 phút mà thôi. Và bây giờ thì cái khoảng cách càng ngày càng khó dành cho phía của RNG. Sát thương của Gala sẽ là không đủ khi bây giờ thậm chí tới phút thứ 23 anh ta mới chuẩn bị hoàn thành cho mình đó mũ Ramana. Bạn hãy cùng xem lại pha tranh. Cái khoảng thời gian câu kéo là quá lớn đến từ phía tạc răng, và thêm cả đó là IWD. Chính cho mình đó là rất nhiều sát thương, như IWD được định mệnh bế gọi. Quay trở ngược lại hất tung thơm lần nữa vào Siêu và lại cực kỳ khỏe. Bạn hãy nhìn tình huống này, Icon có thể câu kéo xích thành công một người đối phương, dùng sát thương đến thằng Krayn. Một pha thắng lợi cực kỳ lớn dành cho phía của Lining. Còn đây là khu vực mà AG phải chạy khi mà Lining đang tới. Lãnh thổ xương đen không thể giúp cho bản thân của Siêu có thể tồn tại quá lâu ở đây. Đây không còn là đất của ông ta nữa. Và Siêu đang phải chạy. LNG đang tràn thẳng lên với đợt lính Baron được đẩy. Nhưng mà khả năng dọn dẹp đợt lính cũng gọi là ổn đến từ bên phía của AG với Ezreal, với Kama. Bây giờ thì Lining đang muốn làm cái gì đây? Vấn đề là họ muốn cướp tài nguyên, họ muốn tấn công công trình, hay là họ muốn chiếm đi bản đồ trên cây góc bên phía bên phải? Tại vì đường dưới đối phương đã mất đi hai trụ rồi, đường dưỡng đã mất hai trụ, Lining có được trụ từ rất là sớm. Bây giờ trụ thứ hai khu vườn trên là trụ ngoài cuối cùng đến từ phía của RNG. Nhưng mà họ đang muốn đẩy ở cả ba đường, khu vườn đường giữa, đường trên và cả đường dưới. Góc đứng đến từ Icon là góc đứng chặn cái đối phương đi ra từ khu vườn đường giữa. Mà ta đang muốn tình huống mà tiếp cận vào khu vườn đường giữa bằng góc bên phía bên trái nha. Những tình huống kéo máu của ta để xem thử nguồn sát thương như thế nào. Sát thương của ta hiện tại đang là khá to đó. Ale ta đây bị tấn công, anh ta tốc biến lùi về được. Bên phía AG muốn bật ngược lại, người vào trước là Krayn, tạm thời rút ra, móc thành công, trúng vào người của Gala, và Gala nằm xuống ngay lập tức. Thêm một lần nữa là rất nhiều đồng hồ được bấm, và tạc răng vẫn đang lao lên, dùng gang đường và có được rất nhiều sát thương. Pha sấy khá tốt đến từ vị trí của Quay, nhưng nó không đủ sức để có thể dứt điểm tất cả thành viên của LNG, và chỉ một người duy nhất bên phía của LNG phải nằm xuống mà thôi. Một thành viên còn lại của AG còn sống, đó là Minh, và có vẻ là Trung Quốc họ tiếp đấu nhà vua một cách rất lạ. Họ tiếp đấu bằng hai gáo nước sôi thẳng vào mặt của RNG. 2-0 cho RNG ở... Không, chính xác là 2-0 cho RNG. Mình bất lực trong việc là anh ta chặn lính. Bây giờ anh ta câu được thêm khoảng thời gian thì đối phương tạm thời là đi lui về đến từ phía của Ale. Nhưng có vẻ như phía của Lining cũng không việc gì phải vội, cả đối phương đã hồi sinh người trở lại. Một pha câu kéo đủ thời gian dành cho phía của mình. Một sự nỗ lực đáng được công nhận đến từ mình để câu thêm một khoảng thời gian và tìm kiếm thêm cơ hội dành cho anh phía của RNG. Nhưng đây là một pha mà rất thiếu may mắn dành cho Siêu. Phải nói rằng rất nhiều người của anh phía Lining thấp máu, nhưng RNG không tìm kiếm dứt điểm được một ai cả. Bạn thấy rằng Gala đứng ở một góc mà IWD có một ngày thi đấu rất xuất sắc, anh ta tìm kiếm được Gala, dứt điểm được ngay Gala, cái nguồn sát thương lớn nhất đến từ anh phía của RNG. Thế rồi sau đó thì Siêu cũng không được chơi, một hiệu ứng không chế giữ anh ta lại. Tất cả nguồn sát thương dồn vào chỉ có thể nằm mà thôi. Bây giờ thì cái nguồn trang bị tiếp tục được gia tăng, khoảng cách chênh lệch là hơn 10.000 tiền. Và bây giờ thì Siêu bị bắt đến từ phía của Icon. Icon lao vào và tung một món ác ý, nhưng mà anh ta không đầu tư quá nhiều thứ vào người một con dịch chuyển từ phía RNG thế này. Dịch chuyển đến từ phía sau, đến từ bên phía của RNG, đó là Krayn dịch chuyển thêm một lần nữa. Hoang tưởng được dùng và dồn tất cả mọi thứ vào người của Ale.
con rồng tiếp theo của bán đấu chuẩn bị ra đời, và một lần nữa bên phía của LNG phải đứng trước nguy cơ đối mặt với việc là giao tranh 4v5. Nhưng mà không, lính đường giữa đã đẩy vào rồi, và lượng máu của các thành viên bên phía AZ cũng không đầy đủ, nên con rồng này nó thuộc về bên phía của LNG. Pha trừng phạt rất chuẩn xác của Tạc Giang. Thật ra pha đó là pha mà ANG họ biết rằng mình thua pha tranh là mình sẽ mất luôn cả ván đấu, cho nên họ chấp nhận để cho đối phương có được con rồng thứ ba mà thôi. Thì ít nhất họ vẫn có thêm khoảng thời gian đó là 2 đến 3 phút để cho đối phương đợi đến rồng tiếp theo, hoặc là bù lại rồng sắp sửa xuất hiện. Chứ cái pha vừa rồi mà không có chiêu cuối từ Crane, không có lượng máu từ quay mà ở lại đánh con rồng lớp lăng mà đủ năng lượng combo, khá là chắc chắn họ sẽ nằm. Thôi thì tạm thời bỏ con rồng, cũng chưa phải là nguồn sức mạnh được gia tăng quá đáng kể từ Leaning. Cái vấn đề quan trọng là bây giờ bạn hãy nhìn cái nguồn sức đào đến từ ba vị trí quan trọng của Leaning, đến từ rừng, đến từ đường giữa, tìm cả đó là xạ thủ. Lai đó là 5-0-10, trang bị của anh ta có cho mình đó là cuồng đao Winso, một cái nguồn sát thương được gia tăng lên khá là nhiều trong cái đó. Bây giờ khu vườn trên, ui, chỉ có ba người phòng ngự mà thôi, ít nhất phòng ngự thì vẫn được. Nhưng cái vấn đề quan trọng là lính chạm tới trụ thì có vẻ như Lai cảm thấy rằng hơi nguy hiểm một xíu, anh ta tạm thời lui về chuẩn bị Baron đến từ phía của Leaning. Hiện tại thì bên phía của ANG có vẻ là họ sẽ cần phải đép trong một khoảng thời gian nữa, đợi đến khi cái đường giữa được hồi lại. Nhưng mà Baron thì lại sắp ra, nên họ buộc phải kéo ra đây. ANG hoàn toàn có thể cân nhắc việc là nhấp nhả ở hai khu vực Baron và khiến cho cái đường giữa bên phía của ANG gặp áp lực. Họ sẽ phải đứng trước lựa chọn, một là giao tranh một cách bất lợi với ANG ở ngay khu vực Baron, hai là họ phải bỏ cái Baron và lùi về khu vực đường giữa để có thể phòng ngự. Bây giờ thì câu chuyện là bên phía của ANG có sẵn rồi. Đây là sức mạnh của con lập lằng khi bên phía bên kia không có trang bị. Thật ra tướng đến từ ANG không phải tướng chống chịu. Cho dù những vị tướng kiểu như đó là con Viego hay Nocturne, thì thật ra lập lằng không nhắm tới hai vị tướng đó, anh nhắm tới một là Ezreal, hai là con Rumble mà thôi. Cứ hai vị tướng này dùng hết combo vào. Và không có rừng, Baron xuất hiện. Baron sẽ dành cho anh Tico Lini. Ôi Minh, may là có hồi máu và kiệt sức, nếu không là anh ta đi rồi. Quá khó, mọi thứ trở nên vô cùng khó khi mà con lập lăng đã có cho mình đó là cái nón đến từ bên phía của Ai Kịch. Ba trang bị lớn và không có trang bị kháng phép dành cho Minh cộng với cả Quay. Tôi nghĩ rằng liệu cái đồng hồ này có đủ hay không. Bây giờ thì bên phía của LNG Leaning họ đi lên khu vườn trên để họ đẩy. Và như nói thì con lập lăng này có khả năng dồn một phát là một người nằm nha. Với siêu hưu thì thật ra ta có trong giống chuyện khá là nhiều. Nhưng bây giờ thì hãy nhìn nửa cây rồi. Nửa cây của siêu hưu mất đi, anh ta có khả năng hồi phục nhưng mà anh ta cần phải đánh vào một cái thứ gì đó mới có thể hồi phục được. Tốc biến lên kéo ép tốc biến của mình. Người không còn tốc biến là Minh, và thậm chí là Thủy Lôi Tầm Nhìn tung ra nhắm vào người của Quay. Hoang Tưởng lao vào giật về đơn giản đến từ vị trí của Icon của Mazen ra khá nhiều sát thương, nhưng nó chưa đủ, và cuối cùng chỉ có những thành viên bên phía AG là người phải nằm lại với tên lửa rải khá đẹp, nhưng thậm chí nó không dứt điểm được ai cả. Chiến thắng 2-0 cho LNG. Một kè thi đấu vô cùng ấn tượng đến từ Leaning khi cái màn trình diễn đến từ tất cả những người chơi của họ. Chúng ta thấy một vài chịch choạng khỏe đại đường ở khoảng giai ban đầu đến từ khu vườn trên của Ale khi ta bắt sẽ làm nhỏ, đến từ khu vườn dưới khi lính bị khoảng cách chênh lệch giữa hai xạ thủ. Nhưng sau đó là những sự kết hợp, những tình huống di chuyển đội hình hợp lý, và phải nói rằng Linic đang có phong độ cực kỳ cao. Sau Jindong, sau Funplus là tiếp tục tới ANG, một đó xem là đối thủ rất là mạnh ở nhóm trên, bị họ đánh bại. Để xem hành trình của LNG sẽ còn phải đối đầu với những đội nào đây. Họ còn phải đối đầu với Edward Gaming, hiện tại vẫn đang bất bại. WE vẫn là đội đang bất bại. Đây là hai cái tên lớn tiếp theo mà LNG sẽ có thể chinh phục. Còn giờ thì họ sẽ tận hưởng chiến thắng này, một chiến thắng rất hủy diệt trước nhà đương kim vô địch MSI. Còn LNG thì thật sự sau trận thua này, họ không thể nào nhẫn nhơ được nữa, họ không thể nào cho rằng đây là một tai nạn được nữa. Mà họ cần phải chấn chỉnh lại đội hình của mình thật sự. Có vẻ như phong độ đến từ các thành viên của bên phía ANG sau cái màn trở về của MSI thì họ vẫn chưa bắt nhịp tốt nhất so với là các thành viên tại LPL, khi mà
trận đấu thứ hai của bạn trên sân khấu thì nó vẫn tương đối là khó khi phía bên kia đã bắt nhịp rất là dài rồi. Một tuần thi đấu trôi qua, Li-Ning thi đấu trận này trận thứ năm, họ đang có hiệu số đó là 5-0 và bạn vẫn chưa thua bất kỳ một trận đấu nào cả. Tinh thần cũng là thứ mà Li-Ning đang có vượt hơn so đối phương khá là nhiều. Đó là những gì diễn ra trong cái khuôn khổ của LPL sau 2 tuần. Vào ngày mai bắt đầu tuần thi đấu thứ ba sẽ có trận đấu đầu tiên của tuần 3 giữa OMG và Rogue Warrior. Với Rogue Warrior, đây là cái công cụ giúp cho họ tìm kiếm trận thắng đầu tiên. Sau đó thì Ultra Pro sẽ đối đầu với là IG. Và đó là những gì diễn ra vào ngày mai. Chúng tôi, Việt Nam, FPL Việt Nam Official, xin cảm ơn quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.